Lon đến từ cái rủi Baby. Baby Sam bên kia là AC Heat. AC Heat bên phía của Thái Bình trong trận thi đấu thứ hai của trận đấu thứ năm. Đây là màn hình máy Babylon đến từ Vi. Vâng, như vậy là một bài Baby siêu giàu rồi Baby. Một bài hiệu ba con voi đã thấy rồi. Một bài quả phụ nữa là tươi. Một bài quả phụ nữa thôi là một bài Baby đã trở thành một bài tươi. Không thì thêm đôi voi nữa thì tươi quá. No 1 cầm Summer, trận này thì No 1 sẽ đánh cung. Đây là 7 con hiệu đây rồi. No 1 cầm Summer, bên kia là AC Hit. Người cầm AC đó là cái thủ Gunny và Hitty là của ông anh. Khả năng AC sẽ đánh chém này, Hitty của ông anh đánh cung. Bài B thì đang tươi. Đây là máy của game thủ BB cầm Babylon 17 dân. Vẫn đang muốn ở đây có bài hiệu phụ rồi, như vậy đối với BB là một bài thừa để có thể ép được đấy sớm. Một bài tươi cho BB. Bãi vàng có chưa? Có luôn rồi. Trong đó No 1 thì sao? Có voi, cũng có voi, có hiêu, có quả phụ. Bài hiêu này bị No 1 sẽ tiết kiệm ăn luôn ở chiếc BS đầu. Đóng cái BS ở đấy. Tôi lấy đóng cái BS phía trong này thì đẹp hơn. Đóng cái BS vào đấy tí rồi lại vướng dốc. Như vậy cái dương thông này có thể đạt được 2 BS với dương đẹp. Trong đó đây là màn hình máy của BB, 22 dân và đang cắt dân ra, cũng có quả phụ luôn. Một bài khá giàu cho BB, thêm một bài yêu phía xa nữa, không biết ai ăn chưa. Khả năng tôi thấy anh đặt S đấy có khi ăn rồi. 17-12 với 23 dân của Babylon, một trận F9-40 thử BB, 9-4X. Chín một đích đến từ Bi và trận này Bi sẽ đánh chém đá qua No 1 một chút. No 1 trận này sẽ đánh cung. 25 dân hoặc là 26 dân kích đời. Em con dân tương đối khéo. Trở lại màn hình, đây là màn hình máy của game thủ No BB. Ba voi đã về. Hiêu đầu à kia, bảy hiêu vẫn còn chưa kẹp kịp đá về. Là có một cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh cho BB. Thế nhưng trong cái hốc, vấn đề là trong cái hốc là không có vàng. Vàng ngần ngoài thôi. BL và BM, trận này BB sẽ ép ở 9-40. Gỗ đang hơi thiếu một chút. Lượng gỗ đang hơi thiếu. Thiếu có 2 gỗ thôi, rồi BM vẫn là trong 9-4X. Một mình anh một lên một vạch và rất chuẩn. 9-4-16 một bài cầm Babylon. Còn nguyên một bài hiêu để có thể ăn. Và ép thêm một chút gỗ nữa để đóng được những nhà BS cũng như là tí để còn bò khung nhà lại. Cứ để BB đánh chém và No 1 đánh cung thì là tươi. Như thời điểm đầu thì khả năng chém của BB hiệu quả hơn No 1 khá nhiều. Glory.
9. 9 con. 3. Rick 9. Baby nhiều nhất baby 11 cơ mà. Rồi chúng ta sẽ cùng trở lại đây rồi. Như vậy là Hồng Anh bây giờ Baby tiếp tục gặp cánh ở game thủ Gunny cầm AC. Và tỷ lệ AC của Gunny đánh cung để cho bắn máu cho Hồng Anh đánh xin lỗi các bạn là Gunny đánh chém để bắn máu cho Hồng Anh đánh cung là khả năng là có. Vâng, 20 con dân đứng ở một chỗ BS này. Baby cứ chọc không cho khai thác thôi. Họ phải thủ nhưng họ cũng không khai thác được gì nhiều. Đó là hiện cái hiệu quả. Mặc dù không giết được nhiều dân tên này nhưng cứ vâng, ở đây vâng vừa nói xong vẩy e người vẩy e là BB. Tiếp tục lọt vào, vâng Gunny vẩy e. BB vẫn chọc cho khiến cảm thấy Gunny cảm thấy đang khó chịu dần dần và đang Gunny đang thấy khó thở dần dần. Có Hồng Anh đang đây chém rồi. Như vậy Hồng Anh đánh chém, Hitty đánh chém để cho Gunny đánh cung cơ. Thế thì càng tươi khi mà Gunny có 10 đánh cung thì 15 con dân đang nhốt trong cái bãi quả này. Anh nhốt trong cái bãi gỗ này thì cũng không còn nhiều dân ăn thực. Quả lại dân ăn thực của game thủ Gunny là tươi. Ở đây như vậy có hốc đấy, vâng toàn gỗ thôi mà. Như vậy khoảng 30 con dân của Gunny đang ăn gỗ và có cái hốc ở trong phía góc 12 giờ. Có cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Như vậy là BB sẽ quyết định tạt qua đâu đây. Tạt chéo qua nhà ông anh này đi tìm dân hoang đến từ Gunny tiếp. Rồi, ông anh chết giò rồi, con giò chọc cũng khó chịu không kém. Thế nhưng vấn đề là vấn đề là bây giờ chéo qua nhà Hồng Anh. Đây rồi, Hồng Anh cũng đã có con lạc đà tới. Đây là bãi vàng Hồng Anh, bãi vàng đang tắc. Bi đi luôn vào vàng. Trong đó thì ba con lạc đà nhà đang thủ đây rồi. Có đóng một cái P không? Hay là chủ động đâm mình xe sớm đây. Còn chém xuyên được cái bi ơi, chém xuyên được bãi vàng kìa. Đấy, bãi vàng con lạc đà kia chém xuyên được kìa. À đây rồi, như vậy con lạc đà của Gunny đã ra để giết con giò. Bi đang điều tương đối khéo. Còn lạc đà của cái thủ Hồng Anh vẫn đang muốn quấy các bạn vào cái ăn hoang để đến từ game thủ BB. No 1 thì sao? No 1 thăm 30. Có tuần cung đầu chưa? Đây rồi, có tuần cung đầu đẩy thẳng sang nhà Hồng Anh luôn. À đây Hồng Anh còn đang ăn hoang ở đây. Hồng Anh cầm hit đi, đánh chém để bắn máu cho Gunny đến cùng đây rồi. Nhờ số dân hoang lại BB chưa dò ra. BB cứ đang thiêu đi. Thăm 24 đến từ BB. Như vậy có lực để nâng cái bánh xe được chưa? Đang đi vào bãi vàng Hồng Anh đang mất tay ở khá nhiều chỗ. Đây rồi, bãi vàng thì Noah đã bắn toàn bộ. Như vậy Hồng Anh sẽ phế ngay sau đây. Gunny thềm đầu, Gunny trận này cũng không khỏe. Rồi, mất tay một chút nhưng không sao, tên này vẫn thủ tươi. Tham là 38. Bi tham 25. Một thế trận mà bên phía của Liên Quân đang khá dễ đánh. Và khả năng có thể cân bằng được tỷ số 1 đều và đưa tiếp tục đánh trận thi đấu bản lề. Noah thăm 38 luôn. Như vậy thời điểm đầu do game thủ BB hút đam tốt và chém được cũng tươi. Thế nên là Noah vẫn đang khỏe. Tham 42 rồi. Bắt đầu đẩy lên. Thế nhưng bây giờ Gunny đã có cung R chưa? Thời điểm này chắc Gunny có cung R rồi. Phút thứ 18 rồi cơ mà. Có đấu. Thế nhưng mà vấn đề là đây rồi. Gunny vừa mới đẩy qua nhưng BB đã để 5 con lạc đà ở nhà thủ. Phong cách đánh cực kỳ quái cho BB và cực kỳ tỉnh. Vâng, vẫn đi chém nhưng không quên nhiệm vụ đó là phải đánh thủ ở nhà nữa. No 1, tham 48 nhưng số lượng lạc đà của Hồng Anh cũng không phải là ít. Tơ này No 1 lên vừa hiên gian vừa rút thôi. BB thì đi vào nhà game thủ Gunny. BB vẫn có thể vã chết được Gunny. Thế nhưng tỷ lệ Hồng Anh vã chết được No 1 là hơi khó. Khi mà vâng hiên gian, vâng Gunny đang điều những tay chém, điều hiên gian cực tốt. Vâng, nhưng mà BB cũng đông, không xoắn. Tơ này chơi được, Gunny đang phải rút. Gunny đang phải rút tơ này, trong khi đó No 1 tham 52. No 1 sẽ là người lưu chết nhà Hồng Anh ngay sau đây. No 1 sẽ là người lưu chết. Vâng, BB có thể giết được game thủ Gunny. Chứ Hồng Anh giết được No 1 trận này thì hơi khó. Thì Hồng Anh yếu thời điểm ban đầu rồi. BB tham 54, BB tham 21. Vẫn đang cố gắng đi và có No 1 đẩy cùng sang luôn. Tham 58 trên 76 đến từ game thủ No 1. Cầm cung R của Summerian. Tầm xa đã là 702 rồi, chủ động lên cái tầm xa rất nhanh. BB thì đang đi Gunny. Trong khi đó thì một sự phối hợp khá nhịp nhàng đến từ cả hai cái thủ. No 1 bơm trăm thực cho BB, BB cũng hết lạc đà rồi. Tiếp tục còn hai con lạc đà nữa, nhồi lên. No 1 thì sao? No 1 thăm 58 nhưng vậy đang để Hồng Anh trài. Đang để Hồng Anh trài tên này.
Con tơ này chưa chắc đã ốp được. Én thôi. Bì vẫn đang có lực để sóc được ít nhất nhà một AVL. Còn lại đang quản dân của căn Hồng Anh ở đây luôn. Hồng Anh điên hoang và có một bãi ruộng ấm ở đây. Nhưng tơ này sau tơ này thì Hồng Anh fit rồi. Một thế trận mà dễ đánh trở lại khi mà Hồng Anh lại yếu. Một trận chém tốt đến từ Bì. Bì chưa đang ăn đi yếu thời điểm ban đầu. Tạt qua cả nhà Hồng Anh nữa. Trong đó nó 1 thì đang tham 60 trên 80. Vấn đề của nó 1 bây giờ là nở cung ra và cân mát. Một cái điều mà từ đầu BB đã làm mẩy vẩy e cực nhanh cho nó 1. Bơm gỗ cho BB tơ này. Vẫn chưa thể có bánh xe, nâng cái bánh xe lên BB ơi. Tơ này vẫn đang cố gắng thủ và lạc đà về giữ nhà tơ này. Tham là 22. Vâng, vẫn đang cố gắng thủ và không nâng bánh xe. Đó là phong cách chém của anh. Đây là màn hình máy nô 1 tham 61 trên 76. À, nhà vẫn hở kìa, nô 1 cũng bo luôn mà không. Vâng, may là không bị Hồng Anh phát hiện ra. Cứ sóc châu cung ra đã. Tham của BB vẫn đang 24, vẫn đang BL vắt đều. 2 BL vắt đều. Tơ này đấu, thế nhưng tơ này đấu là nô 1 sẽ là người lỗ. Tơ này nô 1 sẽ là người lỗ. Khi mà cung RC áp sát nó bắn nhanh hơn. Tơ này đông như nhau. Đông như nhau thì người lỗ là nô 1 rồi. Bị lủng một tơn. Nô 1 cần phải giữ dân tốt vì đây là dân của Summer. Tham của nô 1 đang 54, vừa bị Hồng Anh lọt vào một tơn. Có vẻ là bắt toàn bộ cho quân được không? BB 26. Tham vẫn đang bên mình vẫn đang dễ đánh hơn. Nhưng vấn đề là cần phải đánh cẩn thận. Màn hình máy của game thủ nô 1 Tham đang là 57 trên 92 hết gỗ. Tơn này hơi đắng lòng thì hết gỗ. Nô 1 đang quá mất tay và quá nhiều những vị trí khác nhau. Ở nhà, trong nhà thì lủng. Trong khi đó chạy tạm dân đi đã. Bây giờ cần phải giữ dân và cơ cấu lại nhà sau. BB đang sang. BB đang sang để vã thêm cung R của Gunny tơ này. BB vẫn đang còn rất nhiều đà. Tham đã trở lên là 30. BB chỉ nhất mất dân gỗ tơ này. BB muốn thiêu luôn mà tơ này ư. Đang quá hổ báo rồi. Một game thủ sinh năm 96 đang quá hổ báo tơ này. Kén thôi thì Gunny đang giật dốc. Trong đó nô 1 phải cơ cấu lại nhà và hồi lại nhanh. Tham là 63. Không phải hồi lại nhanh mà cơ cấu lại nhà nhanh. Chứ không phải là hồi nhanh vì nô 1 có mất dân đâu. Hồng Anh đi sai rồi, 1 đều. Tham đà đề quá mạnh. 1 đều trong xê đấu thứ 5 mà chúng ta sẽ cùng